Xin chào quý anh chị và các bạn, chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Alo Xe. Hiện tại tụi em đang có mặt tại Honda Chất Bình Dương chi nhánh số 1 gần vòng xoay An Phú, thành phố Tân An, tỉnh Bình Dương. Thì hôm nay tụi em sẽ quay cho mình một cái dòng xe khá là đặc biệt. Dòng xe này thì cực kỳ kén người chơi nha. Nó bao gồm hiện tại bên em có hai màu, đó là màu xanh với màu cam. Thì cái này là Cup 110 của Thái Lan. Đó, dòng này là dòng của Thái Lan nha. Việt Nam mình mua thì phải nhập về thôi. Cái này thì nó sẽ nói chung dòng này thì nó có nét hoài cổ, kiểu nó vẫn giữ được cái thiết kế giống như những cái con cúp của cái dòng thời xưa, đời 80 mấy 90 mấy, nó vẫn giữ cái nét đẹp đó. Thì bây giờ anh chị mua mà để sưu tầm thì là quá ok rồi nha. Còn mua đi thì cũng được, nói chung đi thì nó phong cách, mà thấy hiệu năng của nó thì nó cũng không có thực dạng quá cao bằng những con đời mới như bây giờ, như là quay rễ ít hay là Future. Chẳng qua lắm được một cái là cái máy của nó rất là êm nha, tiếng máy của nó đề lên rất là êm, và đi thì cảm giác rất là phong cách. Đó, các bạn anh chị mà không muốn mua những cái con xe cúp đời cổ tại vì nó lâu đời quá, các chi tiết của nó không còn đẹp, không còn sáng, thì mình có thể lựa chọn cái dòng xe này nha. Thì bây giờ tụi em giới thiệu sơ về cái dòng xe này luôn. Nó sử dụng là đèn LED nha, đèn pha của nó là đèn pha LED đó. Đèn pha LED 2 tầng nhìn rất là đẹp, rất là ngầu, nhưng mà nó lại có chi tiết của nó là chìa khóa chìa, nó cũng đáng tiếc. Tại vì em thấy là một số dòng xe 50 bây giờ nó sử dụng giống như vậy, nó cũng đã trang bị khóa thông minh Smart Key rồi. Đó, cái màu xe này dòng xe mới cho nên là cái màu của nó vẫn còn rất là mới nha, chứ nó không phải dòng xe thực sự quá cổ. Thì độ mới của nó gần như là mới xe trong thùng anh chị, gần như là xe trong thùng luôn. Đó, các tụi em có bọc cả cái bô cho nó để cho nó đỡ chảy xước. Con xe này thì lốc máy này mới này, đầu bò của nó cũng mới hoàn toàn luôn. Thì đầu bò của nó cũng được thiết kế lại, nó không giống như những con cúp thời xưa mà nó giống như cái lốc máy của con xe, cái dòng xe đời sau này. Đó. Rồi, về phần mà bánh trước thì chúng ta vẫn có một cái cam đùm, một cái cam đùm, xe 110cc cam đùm thì cũng thuộc dạng bình thường. Thì nhìn kiểu nó phong cách hơn, đi bánh cầm này rất là phong cách nha. Với lại xe cảm giác nó nhẹ nhàng, nó bay bổng hơn so với cái mâm thì cảm giác xe rất là nặng nha anh chị. Nè, mọi chi tiết, mọi cái cầm của nó đều là mới nha. Đó, phuộc thì cái niềng sử dụng niềng của Siam Goshi. Đó, Siam Goshi gần như là cái dòng mà sản xuất phuộc gần như là nổi tiếng nhất thế giới rồi. Lốp thì lốp Made in Thái Lan nha, lốp có dòng chữ Made in Thái Lan luôn. Rồi, lốp trước có kích thước là 70-90 nha, tức là bề ngang này của nó là 70cm. Nè, các phần ở trên đây chưa đi là nó vẫn còn mới nguyên luôn. Đó, mới nguyên luôn. Nó còn cái phần cao su thừa giữa rãnh luôn nha. Rồi, về phần cái dè này thì nó làm bằng nhựa luôn, chứ nó không có phải làm kiểu mà nó dẻo dẻo như mấy con cúp thời xưa. Thì cái này mà lúc mà mình va chạm hay va quẹt gì đó, nó bể luôn anh chị. Đó, cho nên là nhiều người họ đánh giá họ vẫn không thích cái này hơn là cái phiên bản thời trước. Thời trước kiểu nó dẻo dẻo á. Yên thì yên vẫn làm 2 tầng luôn và được trang bị sẵn luôn một cái yên theo xe luôn, là yên sau theo xe luôn, rất là đẹp nha anh chị. Thì động cơ là 110 phân khối rồi, cho nên là ưu tiên sản xuất cho hai người. Đó, cái phần để trên sau khá là to và đẹp. Xe sử dụng cái phuộc là phuộc 3 tầng. Phuộc 3 tầng mà cái phần trên này của phuộc, cái bọc phuộc này rất là kỹ, nó dài và nó to này, nó bọc rất là kỹ lại. Thì những cái phuộc này có tuổi thọ rất là cao nha, chứ không như mấy phuộc lò xo mà nó hở ra thì mình đi khoảng một thời gian là nó bay màu mất tiêu rồi. Rồi mọi thứ là mới hoàn toàn, cho nên không có gì mà để soi nó, để soi để tìm ra cái điểm cũ của nó được, gần như là không có luôn. Đó, tem Super Cup này thì được thiết kế lại nha, thiết kế lại khác với cái dòng đời xưa, nhìn nó kiểu dạng nó cũng có sự gọi là mới mẻ hơn, hiện đại hơn. Cụm đèn đằng sau nó phân tách ra và nhìn nó kiểu dạng nó bo tròn như vậy thì thích hợp cho cả nam và nữ đi đều được. Rồi, mặt đồng hồ thì thông số hiển thị là con xe này tốc độ tối đa 140 nè, nhưng thực tế nó chạy được khoảng 101. Bên Thái thì người ta sổ trái rất là nhiều, cho nên sẵn này thì cái hãng làm ra cái này là đúng luôn á. Bao gồm 4 cấp số nha, 1, 2, 4 nè. Con này xi nhan thì đá xi nhan thì nó không hiện thấy xi nhan dưới đây, rất là mờ dưới đây. Nó có hiển thị xi nhan nhưng mà hiển thị chung nha. Đó, xe thì vẫn sử dụng khóa chìa thôi, khóa chìa.
trong khi nhiều con xe đời mới này em thấy là sử dụng khóa smart key đó. Chung khóa chìa thì nhìn nó cảm giác nó kiểu giá nó ngầu ngầu sao á, còn khóa thông minh cảm giác như nó hơi bánh bèo xíu, chẳng hạn vậy, hơi nôm na là vậy. Rồi bên em hiện tại thì đang có màu xanh cũng như là màu cam nha. Màu cam thì tụi em trưng bày trên bục rất là cao. Và đây là phiên bản màu cam nha anh chị, thì nó khác còn kia cái phần màu xanh thay là màu cam thôi. Còn cái dè chắn bùn thì nó vẫn làm là cái màu kem sữa. Đó, bây giờ tụi em sẽ soi về cái phần lốc máy, về phần niềng cho anh chị coi nha. Độ mới của nó là cực kỳ mới rồi, đó, những xe mới hoàn toàn nha. Rồi soi ở dưới lốc máy lên chưa có vết bụi bặm, chưa có dơ hay gì hết nha. Đó, đầu bò vẫn rất là sáng. Thì nhìn cái đầu bò này mình thấy là nó giống như những con đời mới rồi, chứ không có giống cái xe coupe của đời xưa. Những xe mà đời xưa cổ luôn á thì nó cảm giác nó làm nó thêm mấy cái đường khe tản nhiệt á, mấy đường khe tản nhiệt á thì nó rất hữu ích nha. Nhìn thấy nó rườm rà, dơ thì lâu nó khó, nhưng mà những cái đường khe đó nó tản nhiệt rất là tốt cho cái máy. Rồi về phần bánh trước thì cái mâm đùm của nó nhìn khá là, nhìn thì cũng có sự phong cách á, nhìn xe kiểu dạng xe nó bay bổng hơn nha. Nếu mà đi cái bánh mâm đĩa này nó bay bổng lắm chị, cảm giác đi nó sướng gì đâu á. Đó, cảm giác thì nó rất là sướng nha. Về độ mạnh thì nó là vừa đủ để mình sử dụng thôi, chứ không từ dạng là quá mạnh để mình bào các tour xa hay gì đâu. Đó, động cơ của nó là 110 và sản xuất ở Thái Lan. Các màu sơn của nó thì cũng là các màu sơn cơ bản thôi, chứ không phải là sơn theo một cái quy trình thực sự nào đó phức tạp. Hiện tại những dòng xe đang có giá là 120 triệu nha. 120 triệu bao rút hồ sơ. Còn anh chị nào mà cần sang tên á thì mình chịu thêm phí giúp em. Tụi em có vận chuyển toàn quốc nhưng mà vẫn tính phí nha anh chị. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Mọi thắc mắc thì mình cứ liên hệ với số điện thoại bên dưới phần bên dưới góc màn hình, hoặc là để lại số điện thoại bên dưới phần comment thì tụi em sẽ có bộ phận chăm sóc khách hàng gọi điện nhắn tin cho mình. Thì cái dòng xe này thì bán mặc dù là nó không được chuộng như cái dòng xe khác, nhưng mà số lượng thì nó bán vẫn nhiều. Thì thực sự bên em vẫn còn đúng hai chiếc cuối cùng thôi. Con này là màu xanh với con kia là màu cam, là hai chiếc cuối cùng rồi. Rồi cảm ơn anh chị đã theo dõi video, nhớ like và subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mới nhất của tụi em ta. Trong thời gian tới anh chị muốn tụi em làm về dòng xe nào á thì tụi em sẽ làm về dòng xe đó cho anh chị coi nha. Rồi cảm ơn anh chị, xin chào và hẹn gặp lại.